Đưa xuống cái dung lượt. Ah!
còn dính sâu sâu quanh kia, sâu quanh kia. Ngồi xuống bấm góc luôn bạn ơi. Gần giang xuống xé góc luôn. Góc này vô là góc phần dưới luôn. Nó hơi nhóm bực bực ra đó. Nó hơi nhóm rồi đó. Nó hơi nhóm gắt gắt ở dưới rồi đó.
lên đây coi coi sao. Lên đây coi coi. Đội bay lên xuống kìa. Qua đây xí qua cái nữa là nó lộn luôn đó, nếu mà nó giáp là nó lộn qua luôn. Cầm cặp ở đầu kinh cho nên khó làm nữa. Nhóm đó. Quá sập rồi anh ơi. Nó sập rồi đó. Kẹn nước cơ hả? Có xà beng không anh? Đây chứ không có xà beng rồi. Beng ngoài xe rồi. Gặp thì xe cẩu tới luôn nha bạn. Cẩu tới rồi cạo cái góc này lên luôn nha. Giờ anh cạo cái lóng trên trước nha bạn. Ở dưới cái lưỡi cưa nó vẫn còn bị kẹt. Xe cứu hộ lại rồi chảo lên cái hồi nãy nha, lấy được vừa ra cái lóng của phòng bị lớn không, lóng trên không.
giờ móc móc cầm dây vô mới được. Anh Giang tiếp tục đánh mở cái miệng mình đây nha. Chút nữa thôi. Rồi. Rồi để vậy đi. Để vậy cho nó trắng trong này cái nữa nè. Đưa vô nó cảo cái gốc này lên. Gốc này rất là khủng các bạn. Gốc cây này có thể nói là ở đây là cũng siêu khủng các bạn. 300 mấy. Bây giờ anh Trang anh lại anh chặn cọng dây này cho nó ra đầu cẩu này móc vô nha. Có đặt móc vô rồi các bạn. Anh gặt nha. Xuống Giang ơi. Xuống cắt đi, Chịu vậy đi. Còn dính ở trong miếng nữa. Nó là nó chàng ơi. Buông ngay là đứt rồi đó. Anh còn dưới kia không?
đứt rồi đó. Đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Thấy không? Đứt thấy không? Wow, rồi cái góc. Khiếp luôn các bạn ơi. Đúng bài luôn. Đúng bài không? Đúng bài luôn. Không cạnh không kém luôn, ra ngoài luôn. Đúng bài không? Đúng bài không? Đúng không? Đúng bài luôn. Vậy mới đúng bài đó. Không quá trời cái góc mà. Không má quay cho ngẫu từ ngoài luôn á. Quá trời cái góc khủng như vậy. Lắm cái góc cây này các bạn. Quá trời gốc cây đẹp luôn rồi. Chịu luôn rồi, nó không ấy đâu. Giật bự nó bị giật vô cháu. Mày giống làm giật vô cháu. Lấy hết cái gốc luôn ha. Gốc rồi lấy gọn hết cho cái cây luôn. Hết cây luôn còn nữa. Lấy đẹp hơn gốc đẳng. Gốc này bạn, khủng khiếp cái gốc luôn các bạn. Rồi xong hết lại. Một cây này mà đầy xe luôn các bạn. Thôi mình kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn các bạn lại video sau nha. Bye các bạn nha. Quá trời đẹp luôn rồi.